Cô Tuyết chia sẻ thêm mà cái phần cách họp phụ huynh sau đó mà mình triển khai thêm cái phần mà ví dụ như là những cái học phẩm, những cái ấn phẩm mà trong cái chương trình, với lại ví dụ như là có phụ huynh thì đăng ký tài khoản là 100 để mình nâng cấp phụ huynh lên đó ạ, nâng cấp cái tài khoản lên ạ, thì cô Tuyết chia sẻ ở cái phần đó được không ạ? Tại vì ví dụ như chăm sóc đó, tụi em chăm sóc con đều 100 cũng giống như là tài khoản VIP đó, để tụi em đồng hành với các con đó, thì bây giờ muốn có một sự nâng cấp từ cái đó thì như thế nào? Thì đối với lại các bạn mà khi mà chúng ta đã đang thì là chăm sóc ấy, thì cái chương trình này ấy, là các con mình chăm sóc cho các con, thì thứ nhất là mình dạy các con về 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 chuyển đổi mã hóa số, đúng không? Thì mình sẽ phải là giới thiệu cho các con về cái bộ flashcard, cái bộ flashcard để các con này nói với phụ huynh nhá. Bởi vì đây là một cái bộ flashcard và để cho các con sử dụng, bởi vì là cái bộ số này nhá, nếu mà các con học ấy thì là nếu mà các con không ôn thì là các con sẽ quên đấy, ngay cả bản thân mình cũng thế. Và cái phương pháp học tập của chúng ta ấy là cái phương pháp ôn lại 5 lần. Mà bây giờ chúng ta học 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, nhưng mà chúng ta bỏ 1 tháng sau mình ôn lại đi mình cũng vẫn sẽ quên đó. Thì mình giới thiệu này, trong quá trình học ấy, thì mình giới thiệu cái bộ flashcard này để cho ba mẹ, nhất là học sinh tiểu học mầm non ấy, thì là ba mẹ cùng chơi với con đó, ba mẹ cùng là học với con đó. Và cái này nó rất là tiện lợi luôn, thì trong quá trình là lúc nào rảnh rỗi thì là ba mẹ sẽ mang ra để chơi với con, dành thời gian cho con nhé, để mình có thể giới thiệu ấn phẩm cái bộ flashcard. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng, dạy cho các con về cái mind map ấy đó, dạy về mind map. Thì dạy về mind map ấy, thì là mind map thì chúng ta cần phải là sử dụng song não. Song não thì có nghĩa là sử dụng cả từ khóa và hình ảnh. Và bây giờ thì nếu như các con mà không có vẽ sketch note thì các con sẽ rất là khó trong cái việc mà các con sử dụng phương pháp mind map đó. Cho nên là chúng ta lại phải, với lại thực ra ấy, là nó không chỉ là sử dụng là cái ấn phẩm, là cái cuốn này để cho các con vẽ mind map đâu, mà là thật sự luôn là khi các con mà học vẽ cái này này thì cái bộ não của các con nó trở nên vui vẻ. Bởi vì cái đặc điểm của các con học sinh ấy là từ mầm non cho đến là học sinh tới cấp 2 luôn chứ không phải tới cấp 3, là các bạn ấy lại rất là thích thích phần lớn là các bạn thích vẽ luôn, mà nhất là học sinh tiểu học. Mặc dù các bạn ấy không có năng khiếu vẽ nhá, nhưng mà cho các bạn vẽ thì các bạn vẫn cứ thích đó. Và cái tỷ lệ học sinh mà nó thích vẽ rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thì là phụ huynh chúng ta thì lại 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 đôi khi lại cứ cấm cản các con đấy, là có nhiều bạn là các bạn ấy ham thích vẽ lắm, các bạn ấy không thích học, các bạn ấy học đọc rồi làm toán các bạn lười lắm, nhưng mà các bạn cứ thích mang ra các bạn vẽ. Và các bạn ấy vẽ thì đôi khi thì các bạn ấy không có cái mẫu ấy để vẽ, thì có thể là các bạn ấy nó sẽ không thường xuyên. Nhưng mà bây giờ mình giới thiệu cho phụ huynh cái cuốn này này, thì nó có 1.000 cái hình vẽ, nó rất là đơn giản mà nó rất là dễ học dễ vẽ, nhưng mà nó lại có cái tác dụng rất là lớn luôn, đó là kích hoạt cái não bộ của các bạn ấy, giúp cho não bộ của các bạn ấy nó có thêm rất là nhiều những cái từ khóa, cái vốn từ ngữ các anh chị ạ. Và thật sự là như thế. Không biết có anh chị nào là giáo viên tiểu học không, nhưng mà khi mà dạy, mình dạy tiểu học mình mới biết được rằng là các con ấy, là bây giờ hiện tại các con, vì các con ít được trải nghiệm quá, các con ít được tâm sự quá, ít không có như chúng ta ngày xưa là cái lứa tuổi, cái thời như của Tuyết ấy, là lúc gia đình ba bốn đứa con ấy, rồi là cha mẹ làm nông ấy, thì các con cách nhau 2 tuổi thôi, thì cứ đứa nọ trông đứa kia, rồi sau đó thì tới khoảng 7 tuổi 8 tuổi là bắt đầu đã phải làm việc nhà rồi, phải nấu cơm nấu nước rồi, sau đó thì nó không được bao bọc đâu, cũng có đi chơi nha. Cái lứa tuổi của Tuyết ngày xưa ấy nó được thoải mái hơn, cha mẹ không có lo lắng về cái chuyện là tai nạn này kia đâu, nói chung là tụ tập bạn bè chơi nhiều lắm, cho nên là rồi là đồng ruộng các thứ, cho nên là cái vốn từ ngữ thực ra nó có khi đỡ hơn bây giờ. Còn bây giờ các con ít tiếp xúc quá nên vốn từ ngữ của các con khi học ấy là các con rất là thiếu vốn từ ngữ luôn. Là học là ví dụ như chuyện đặt câu này, rồi cái chuyện mà các con viết đoạn văn này, hoặc là khi các con nói năng cái thứ ấy, rồi các con rất là thiếu vốn từ ngữ. Nhưng mà khi các con mà vẽ cái cuốn này, các con được tiếp xúc với rất nhiều những cái từ khóa, từ ngữ đó, thì các con nó có một cái kho vốn từ để các con giúp cho các con học tập đó. Và nó kích hoạt cái não bộ của các con rất là nhiều luôn. Ngay bản thân của Tuyết đây này, là Tuyết sử dụng cái vẽ cái cuốn này này, là Tuyết cảm thấy được rằng là nó rất là vui luôn nhá. Và
và nó rất là thích luôn, và cái bộ não của mình ý cảm thấy là nó sáng tạo rất là nhiều. Trong quá trình mà Tuyết vẽ cái cuốn này nhá, ngày Tuyết thì không có năng khiếu vẽ lắm, nhưng mà nói về không biết vẽ thì cũng không phải. Nhưng mà trước kia nhá, mười mấy năm rồi, là khi lên lớp ấy là mình chẳng có bao giờ mà mình vẽ cái gì lên bảng đâu. Nhưng mà khi Tuyết vẽ cái cuốn này rồi ấy, thế tự nhiên những cái hình các con nọ con kia, rồi hình cái ghế cái bàn, rồi hình là quả bóng, rồi là con thỏ, con chó đấy, là Rồi. Tuyết vẽ được, mặc dù nó không đẹp. Nhưng mà khi lên lớp Tuyết dạy nhá, là ví dụ như những cái gì đấy là Tuyết cứ vẽ vài nét thôi là học sinh nó rất là thích luôn đó. Mình cứ vẽ vài nét rất là đơn giản thôi nó ra đấy, thì cho thấy là cái ứng dụng của cái việc mà mình dạy các con mà mình vẽ hình, các con thích lắm, chứ đừng nói là trẻ con đó, là bản thân mình thôi đó. Khi mình học cái cuốn này rồi là mình tự nhiên mình biết vẽ, và vẽ những hình đơn giản vài nét thôi là nó ra cái hình rồi đó, nó hay như vậy đó. Đó, nhìn giống hình là được, không có đẹp, nhưng mà nhìn giống hình là học sinh nó thích rồi. Thế là nó rất là hứng thú luôn nhé. Thì đối với các con cũng vậy, mình cho các con vẽ rồi, thế tự nhiên sau này nhá, nó có một cái năng lực là nói đến cái gì là nó cũng có thể là vẽ được, nó cái gì là nó cũng có thể là minh họa được. Đó, thì cái việc mà tại sao mà bây giờ ấy, phụ huynh ở trên cả nước chúng ta ấy là rất là nhiều luôn, mà cái cuốn này ấy, là nó bán được là phải nói là cực kỳ nhiều luôn ấy. Nhưng mà chúng một số nơi ấy, chúng ta thì đang còn ở vùng sâu vùng xa, chúng ta chưa tiếp cận ấy, rồi phụ huynh chúng ta chưa biết ấy, nhưng mà cho các con học cái cuốn này hay lắm. Cho nên là phụ huynh chúng ta ấy, các con ấy nó cứ mê chơi, nó mê game, nó mê tivi, rồi nó mê xem hoạt hình, thì bây giờ mình hãy cho con mua cho con cuốn này cho con vẽ. Và đương nhiên là chúng ta sẽ phải có cách nữa, bởi vì là khi mà các con vẽ thì có những đứa nó thích lắm, nhưng có đứa thì nó cũng không thích lắm, thế thì mình phải có chiêu đó, mình phải khen nó, mình phải ra cái thưởng cho nó, mình treo thưởng cho nó để cho nó vẽ. Thế tự nhiên nó vẽ một thời gian rồi nó thích thì nó sẽ làm luôn. Thế cuốn này 1.000, cuốn 1.000 hình này thì vẽ chắc cũng trong vòng khoảng là tương đối lâu đấy, đối với các bé nhỏ thì tương đối lâu, còn với lại bé lớn ấy thì nếu như bình quân mỗi một ngày mà vẽ khoảng 15 hình ấy thì là cũng mất khoảng 3 tháng 4 tháng đấy. Đấy, cho nên là đối với các bé nhỏ nhá, để cho các con không có thời gian xem phim, không có thời gian điện thoại, không có thời gian để mà chơi những cái ấy, thì chúng ta nên cho con những cái việc học tập đó. Thì là mình phải nói được cho chị Loan, phải nói được cho phụ huynh biết ứng dụng của cái cuốn này nó hay như thế nào. Mà nó thật sự là hay, chứ không phải là mình chỉ nói để mình bán sản phẩm. Và các anh ấy chị hãy vẽ đi, các anh ấy chị hãy hãy vẽ cùng con đi. Và anh chị nào mà chúng ta vẽ, nhất là thầy cô giáo chúng ta chưa có vẽ thì chúng ta hãy vẽ đi, chúng ta mới biết được nó tuyệt vời như thế nào. Khi mình vẽ rồi là mình tự nhiên là mình trở nên một người khác hẳn. Mình tưởng rằng là mình không biết vẽ, mình nhìn thấy người ta vẽ mình bảo ô người ta giỏi thế, nhưng thực ra mình cũng làm được, tại vì mình không chưa học thôi, còn học là biết hết. Vẽ nó dễ lắm, cái hình ở trong cái cuốn này nó dễ lắm các anh chị ạ, nó đơn giản lắm, nó rất là dễ vẽ, nhưng mà nó lại rất là giống nha. Đó, còn bảo tự nhiên mình suy nghĩ để mình vẽ ra thì không vẽ được đâu, nhưng mà khi mình nhìn vào đây mình vẽ rồi, vẽ cái mắt như thế nào này, cái lông mi ra làm sao, cái mũi này, cái cằm, cái cổ này, ví dụ thế, cái đầu này, cái lông mày này, rồi vẽ một người buồn, một người vui này, rồi vẽ, nói chung là nó rất là nhiều những cái từ khóa luôn. Các anh nghe chị ha, đó. Lương Thị Hồng, hôm nay mới học thì không theo kịp. Thì bây giờ ấy, làm cách nào để mình học kịp phép không? Đó là chúng ta sẽ bây giờ các anh chị chúng ta muốn tìm hiểu sản phẩm nhá, thì chúng ta sẽ mở khóa học ra, rồi mình xem cái 29 video kỹ thuật nhá, là thứ nhất nè. Thứ hai nữa là mình phải rèn, mình chuyển đổi mã hóa cái bộ số thành hình ảnh nhá. Sau đó thì mình sử dụng các cái phương pháp liên tưởng kể chuyện này, hành trình này, để mình ghi nhớ được 50 số ngẫu nhiên. Và các anh chị học mai mép nhá, học vẽ mai mép đó. Rồi các anh chị sẽ tham khảo cái combo 11 khóa học của thầy Nguyễn Phụng Phong nhé. Đó, nếu anh chị nào chúng ta quyết tâm mở lớp, chúng ta muốn được đứng lớp thì chúng ta nên phải học, nên phải có khóa combo 11 khóa học của thầy Nguyễn Phụng Phong.
Bởi vì cái combo đó ấy, là nó có 11 cái khóa học, giúp con không mê game, giúp con tự tin này, rồi là cha mẹ học con thành tài này, rồi là cái cách để mà ghi chép thông minh thuộc bài tại lớp này, cái phương pháp ấy đó. Để tóm lại là 11 cái combo khóa học đó là giúp cho chúng ta có cái phương pháp để mà đứng lớp, để mà dạy cho các con. Cho nên các anh chị hãy phải có cái khóa học đó nha. Rồi chị Loan đã vẽ với con rồi. Chị Loan thấy là vẽ rồi có tuyệt vời không? Vẽ xong rồi bây giờ lên trên lớp dạy các con mầm non ấy, mình dạy các con hay à, mình dạy các con ấy là các con chưa biết chữ, cho nên là mình cứ dạy các con bằng hình ảnh, thế là mình cứ vài nét thôi là mình vẽ được ra một hình rồi, mà những cái hình nó rất dễ vẽ, các con lại vẽ được theo luôn đó, các con vẽ được các hình theo của mình luôn mà nó thích lắm. Rồi đặc biệt ấy là đối với lại các anh chị mà dạy các con 5 tuổi ấy, với lại lớp 1 ấy, thì mình hãy sử dụng cái bộ mã hóa chữ chữ cái của thầy Nguyễn Hùng Phong ấy nha, để mình dạy cho các con. Rồi mình sẽ có thể là tự mình mã hóa ra các cái chữ cái ấy, thành những cái hình ảnh, những hình ảnh thật đơn giản nhé, thật đơn giản, thế là cho các con học chữ cái nó tương ứng với cái hình ảnh đó ấy. Ví dụ như là con chữ cờ thì là con cá, vẽ con cá ra là xong, là mình lại cho con đọc là cờ a ca sắc cá, chữ cờ, thế là các con sẽ thuộc được cái chữ cờ ngay. Bởi vì người Việt chúng ta ấy, là không cần biết chữ cũng đã biết đánh vần, đã biết đọc đó. Thế thì chúng ta nó hay ở cái chỗ đó đấy, cho nên là đặc biệt là các anh chị chúng ta đang có con nhỏ có cháu ấy, thì là chúng ta không cần phải cho con biết chữ đâu, nhưng mà chúng ta cứ cho các con nó đánh vần ấy. Ví dụ như bây giờ này, mẹ, bây giờ có bé nhỏ là 3 tuổi 4 tuổi này, nào mời em là mẹ, là con đánh vần cho mẹ, mời mẹ mẹ, tự nhiên từ từ nó quen, tự nhiên từ từ nó quen, và sau này nó sẽ rất là giỏi về cái việc nó đọc nó viết nhá. Còn nên chúng ta cứ xong một cái là bắt con phải nhìn chữ này, bắt con phải học chữ M, rồi bắt con phải học chữ E. Không, chúng ta đừng có dạy con như thế, mà chúng ta hãy dạy cho con là cái cách mà các con đọc phát âm trước rồi hãy dạy chữ anh ấy chị nhé. Đó là cái việc mà chúng ta hàng ngày chơi với con này, ví dụ như là bố bố sức bố này đó, cứ cho như thế, cứ đây cứ cho con đọc như thế rồi rơi như vậy đấy đó, không cần biết cái chữ bò nó là cái gì, nhưng mà mình cứ dạy con như thế thì ngay từ 3 tuổi 4 tuổi nó biết, nó mới đang biết nói rồi là mình đã dạy các con như thế rồi đó. Rồi tên mẹ là gì, tên mẹ là Loan này, là Oan Loan đó, nào con đọc tên mẹ đi, là Oan Loan, ví dụ vậy. Đọc tên con, ví dụ con tên là Hằng chẳng hạn, là Ăn Hằng Huyền Hằng, ví dụ thế, là cứ cho các con đọc kệ nó, rồi xong rồi ngày mai hỏi nó là con đọc tên mẹ con nào, thế là nó đọc được đấy. Thế sau này khi các anh ấy chỉ dạy chữ rất là nhanh nha, mình không cần phải dạy các con chữ trước đâu, chữ con thì lên 5 tuổi mới dạy cũng được, nhưng mà dạy cho các con đọc hàng ngày từ khi các con biết biết nói, là dạy cho các con cái cách mà các con đánh vần cái vần tiếng Việt ấy nhá, tiếng Việt ha. Đó thì là các anh ấy chị mình cứ làm như thế và hướng dẫn cho phụ huynh chúng ta như thế đó, chứ còn không cần phải là đè các con ra bắt các con học chữ ngay từ nhỏ thì nó cũng 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 không hay lắm. Thì lên khoảng 4-5 tuổi thì mình hãy hướng dẫn cho con học chữ cái nha. Khánh Loan là em thấy mi mai mép sau lưng chị Tuyết dễ đẹp quá. Mai mép đúng rồi, cái bài mai mép là bài mai mép mà mỗi lần mình làm bài thu hoạch cái lớp học của thầy Marek á. Thì cái món này ấy là các anh ấy chị biết không? Món này nó rất là hay luôn, nên các anh ấy chị hãy ứng dụng vào, nhất là đối với lại các con học sinh lớp bắt đầu từ lớp 3 trở lên ấy, là mình có thể là hướng dẫn cho các con vẽ mai mép được rồi nha. Rồi là đối với học sinh cấp 2, cấp 3 ấy, là mình ứng dụng. Mình phải học mai mép này để mình ứng dụng và dạy cho các con nha. Các anh chị mở lớp thì tùy vào cái đối tượng học sinh. Với lại đối tượng học sinh cấp 2, cấp 3 thì mình nên hướng dẫn cho con học mai mép và vẽ mai mép trước nhé. Sau đó thì mình hãy có thể hướng dẫn cho các con về những cái kỹ thuật kia nha. Thùy Linh ấy nói là hai bộ flash card xanh và vàng thì dùng bộ nào luyện hay hơn, thì hai bộ này chúng ta đều có thể dùng được. Tuy nhiên ý, thì là với cái trào lưu của chúng ta và với lại cái các lớp học chúng ta ý, thì là các thầy cô ấy là cứ mở cái khóa học ra ý, thì là cái bài cái bộ mã hóa bằng liên tưởng ấy là bộ xanh ấy, bộ này là bộ xanh đúng không các anh chị, cái này phải bộ xanh không ạ? Đó thì là chúng ta học cái bộ này, nên là chúng ta hướng dẫn các con bằng bộ này, cho nên là các anh chị chúng ta nên học bộ này. Còn cái bộ kia ý, thì là người ta ít học hơn, cho nên là khi mà đi vào một cái lớp học để mà hướng dẫn các con ấy thì nó sẽ bị lạc loài.
Chứ còn thực ra thì hai bộ bộ nào cũng được, nó vẫn là hình ảnh và mình cũng sử dụng cái phương pháp y như vậy thôi nha chị ha. À, có một số bạn ấy thì là các bạn ấy học về cái bộ ma hóa kia, vì là bây giờ chúng ta đang rèn luyện cơ bản cho nên là chúng ta sử dụng bộ ma hóa nào cũng được. Sau này khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta có thể tự tạo bộ ma hóa cho mình. À, tự tạo bộ ma hóa cho mình thì nó tuyệt vời. Còn bây giờ thì vì chúng ta đang rèn luyện để cho các con hiểu hiểu phương pháp và ứng dụng thì chúng ta sử dụng bộ ma hóa của thầy ha. Và thường thì người ta hay sử dụng cái bộ ma hóa màu xanh ấy, cái bộ ma hóa đầu tiên ấy các anh chị nhé. Đó. Nào cho chồng thời gian nào cho nhỏ thời Này. gian nào cho Hai đứa ngồi thời gian đó ngồi đó thôi thấy con đi ạ. nào không tôi dạy học không đó ba đừng nhớ không có tiếng nào tôi dạy học từ sáng chiều đó rồi tối mấy bữa trước sao vô nằm ngủ khò khò ngủ khò, kêu nước đuối gì tôi ngủ có đây. Khánh Đoan ơi, Khánh Đoan bật tiếng nha. Dạ, em nghe. À, muốn tham gia làm giảng viên đào tạo sinh nhớ của thầy Thuận như chị và chị Yến thì cần có những điều kiện gì hả? À, điều kiện của mình là chờ chị xíu nha. À, điều kiện của mình là là mình có kiến thức, mình đã hiểu sản phẩm, mình đã rèn luyện, mình đã ứng dụng và mình có thể là chia sẻ được là được thôi. À, tuy nhiên ấy thì hiện tại thì cái lớp học ấy các anh chị nếu mà muốn rèn luyện nhé, tại vì là thực ra ấy thì cái đào tạo của thầy Đinh Đức Thuận ấy thì bây giờ ấy thì để mà trả phí cho các anh chị thì cũng thực ra là cũng hạn hẹp, không 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 trả phí được ấy. Cho nên là nếu các anh chị mà trong các anh chị muốn được trải nghiệm ha, muốn được trải nghiệm vào cái để có học sinh ấy, để mình có thể là đứng lớp thì các anh chị có thể đăng ký thì tôi sẽ sắp xếp cho các anh chị trải nghiệm giống như thực tập ấy nha, thực tập để mình tự tin để mình có thể làm, hoặc là để còn lại thì bên cái mảng đào tạo của thầy Đinh Đức Thuận thì cũng không 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 tuyển, không tuyển thêm nha, bởi vì thực ra thì bây giờ ấy, cái các bạn học sinh ấy thì cũng cũng đã có các thầy cô là đứng lớp rồi. Tuy nhiên thì nếu các anh chị muốn được rèn luyện, muốn được trải nghiệm thì Tuyết sẽ sắp xếp cho các anh chị mình trải nghiệm, hay mình trải nghiệm để mình rèn ấy, mình rèn luyện thôi. Còn thì hiện tại thì chưa 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 có số lượng học sinh để cho mình chưa có thu phí. Thành ra là cái lớp học ấy thì mình chưa có phí nên mình cũng chưa có cái ngân sách để mà tuyển giáo viên ấy nha các anh chị ha, chưa để tuyển giáo viên để đứng lớp ấy. Thì sau này thì nếu giả sử mà có thể là mở những cái lớp thu phí chẳng hạn mà các anh chị có năng lực ấy thì sẽ có thể là hợp tác với các anh chị để mình tham gia cái lớp đào tạo. Alo, chị Khánh Loan mở 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 mic nha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Rồi, Khánh Đoan hiện tại bây giờ là mình đã có mở lớp cho để mà hướng dẫn cho các con chưa? Dạ, hiện tại thì em cũng chỉ mới hướng dẫn con với các cháu ở nhà thôi, chứ em cũng vẫn chưa chưa nhìn chung là em cũng có tham gia các lớp học tập, nhưng mà mình cũng cũng chưa đủ tự tin đó chị, để mà mở. Dạ, còn cái việc em hỏi là em cũng muốn tìm hiểu thôi, chứ còn thực sự là hiện tại thì em cũng cảm thấy mình chưa đủ năng lực. Dạ. Đó. Em Thì nếu mà giả sử nhưng mà mình chưa tự tin ấy thì mình nên tham gia vào các lớp học của các thầy cô mà người ta đứng lớp ấy, để mình nếu như giả sử mình muốn mở lớp ấy thì mình để xem cái cách của người ta hướng dẫn như thế nào, người ta đứng lớp như thế nào. Thực ra thì mình là giáo viên ấy cho nên mình cũng rất là dễ. Cái việc mà mình lên đứng lớp thì nó không khó, nhưng mà quan trọng là mình đã rèn luyện và mình đã ứng dụng cái phương pháp đó như thế nào, nó hiệu quả chưa để mình có thể chia sẻ cho các con thôi. Dạ đúng rồi, cái phần đứng lớp thì nhìn chung là đi Đấy, dạy nhiều năm. đúng
Đúng rồi, đứng thì lớp cũng cũng không đến nỗi chị ạ, nhưng mà cái chỗ là mình ứng dụng á, thì mình chưa ứng dụng đủ nhiều để có thể là tự tin để trao đổi chia sẻ nhiều á chị, cho nên là em cũng đang bắt đầu từ các con các cháu ở nhà. À, với lại bây giờ ấy thì mình có thể ứng dụng cơ bản thôi, còn lại thì sau này thì khi mà mình đã hiểu rồi ấy, thì mình có thể là ứng dụng vào một cái môn nào đó ha, một môn nào đó, sau đó thì mình sẽ cùng hợp tác, có thể là mình sẽ cùng hợp tác với lại các cái đại lý. À, để mình có thể là chia sẻ mỗi một người một mảng, một cái nội dung ấy, thì nó sẽ mình sẽ chuyên sâu hơn ha. Chúng ta có thể hợp tác với nhau, mình hợp tác với nhau, ví dụ như là đại lý của anh Cương nè. À, đại lý của anh Cương ấy thì là anh có khách hàng mình cần chăm sóc ấy, thì anh Cương mạnh về mai mép chẳng hạn, thì anh Cương chia sẻ mai mép. Rồi đại lý của chị Loan chẳng hạn, thì chị Loan thì mạnh về cái rèn siêu trí nhớ, thì là chị Loan sẽ hợp tác anh Cương để mình rèn cho cái lớp của anh Cương, rồi anh Cương sẽ hỗ trợ cho chị Loan về dạy mai mép đó, thì chúng ta cũng đỡ đi phần nào cái sự mà mình phải đầu tư đó. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chúng ta vẫn phải nên tìm hiểu, vẫn phải tìm hiểu để hiểu hơn sản phẩm, hiểu sản phẩm của mình ha, thì chúng ta mới có thể là tư vấn cho khách hàng. Rồi các anh chị chúng ta có còn cái nội dung nào ở trong cái 11 cái kỹ thuật ấy mà chúng ta chưa có ứng dụng và chúng ta muốn được chia sẻ không ạ? 11 cái kỹ thuật ấy ạ. Hôm trước thì Tuyết có hướng dẫn cho các anh chị về cái phương pháp hành trình rồi nè, rồi cái cách để mà sử dụng phương pháp liên tưởng kể chuyện để ứng dụng học môn tiếng Anh nè, rồi chúng ta sẽ còn có một số cái kỹ thuật nữa, ví dụ như là kỹ thuật phương pháp điền vào chỗ trống ấy, các anh chị có ai ứng dụng cái phương pháp này chưa? Thì Linh hỏi là nay là buổi đào tạo cuối hả? Thực ra ấy thì vì là cái lớp chúng ta là lớp chủ yếu là để đào tạo rồi là trao đổi về cái việc của mình đứng lớp ấy, cho nên các anh chị nếu như mà chúng ta cứ muốn được chia sẻ, được trao đổi thì chúng ta tiếp tục mở lớp ha, chúng ta trao đổi chia sẻ với nhau ha. Rồi, các anh chị chúng ta đã ứng dụng cái phương pháp mà cái kỹ thuật điền vào chỗ trống chưa ạ? Có anh chị nào ứng dụng không? À, làm như là các anh chị cũng chưa có tìm hiểu hết về cái chương trình, cái kỹ thuật đấy đúng không? Đó, cho nên là chúng ta thực ra ấy, chúng ta phải phải tìm hiểu ha, và chúng ta ứng dụng ấy thì là chúng ta mới tự tin để mà đứng lớp với các con ha. Đội nhóm mà thì đúng rồi, thầy Thuận đang thì tạo một cái đang thì chuẩn bị là lên một cái tem á, cái tem là thầy cô giáo hạnh phúc ấy đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ hợp tác nha, hợp tác để chúng ta mỗi một người một mảng ấy, chúng ta cùng chia sẻ với nhau ha, sẽ có đội nhóm nhá chị Hạnh nhá. Rồi các anh chị ơi, Tuyết sẽ hướng dẫn sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái phương pháp điền vào chỗ trống nhá. Mọi người hãy chờ tiếp một xíu. Cái phương pháp điền vào chỗ trống ấy các anh chị thì chủ yếu là để dạy cho các con ấy là các con sẽ đây phương pháp điền vào chỗ trống. Là hay còn gọi là phương pháp viết tắt đấy các anh chị nha.
Đó, cái phương pháp viết tắt. Thì phương pháp này thì chủ yếu là sử dụng cho các con là học và học thuộc các cái bài thơ, các cái bài thơ hoặc là các cái câu hoặc là những cái password ấy, những cái mật khẩu ấy, thì chúng ta sử dụng cái phương pháp điền vào chỗ trống ha. Thì các cái bài thơ, bài văn, bài thơ chứ, bài thơ là chủ yếu ha, bài thơ. Thì đối với lại các con từ học sinh mầm non tới tiểu học, mầm non thì các con chưa biết chữ. Tuy nhiên thì từ tiểu học cho tới cấp 2, cấp 3 thì đều có học những cái bài thơ. Mà để các con mà có thể học nhanh ý, thì các con hãy sử dụng cái phương pháp điền vào chỗ trống. Thì phương pháp này thực ra nó không mới nhé các anh chị nhé. Phương pháp này nó không mới. Các thầy cô cũng vẫn đã ứng dụng. Tuy nhiên ý, thì là nó không được thường xuyên. Nó không được thường xuyên thôi. Và cái thời gian ý, mà để hướng dẫn cho các con thì nó ít ý. Rồi có những thầy cô thì là chạy chương trình ý, cho nên là mình không có hướng dẫn cho các con nó kỹ lưỡng được ý, để các con có thể sử dụng phương pháp này ý. Chứ còn phương pháp này thì thực ra từ xưa đến giờ nó đã có rồi và người ta vẫn sử dụng ha các anh chị nhá. Thì thường thường các thầy cô giáo tiểu học ấy thì là dạy cho các con học một cái bài thơ ấy, thì cho các con đọc đi lặp đi lặp lại, sau đó thì là sẽ xóa bớt đi một số từ ngữ đấy, xóa bớt đi một số từ, sau đó cho các con đọc và sau đó thì là cứ xóa dần dần và nó chỉ còn là một cái chữ cái đầu thôi. Một cái chữ cái đầu thôi, thì là để cho các con nhìn vào cái chữ cái đầu này các con đọc, thì đó là phương pháp điền vào chỗ trống và các thầy cô vẫn đã ứng dụng, nhưng mà đôi khi thì nó ứng dụng nó chưa được triệt để. Thì khi chúng ta đã biết rồi thì chúng ta sẽ sử dụng và dạy cho các con nhé, đặc biệt là các bé học sinh tiểu học thì chúng ta dạy cho các con luôn rồi thì các con có cái phương pháp học nhanh nha. Đây ví dụ như là cái bài thơ nụ cười của bác này các anh chị ha. Đó, bác cười hiền tựa tiên ông, chòm râu trắng muốt mái đầu bạc phơ, cao vời vầng trán ước mơ, ánh mắt vẫy gọi bến bờ tương lai. Ví dụ thế. Thì để học thuộc bài thơ này thì các con sẽ đọc lặp đi lặp lại nha, lặp đi lặp lại, ít nhất các con phải đọc để cho nó quen đi nha, cho các con đọc được lặp đi lặp lại vài lần. Đó. Thì khi các con đọc lặp đi lặp lại vài lần rồi ấy, thì hãy cho các con viết những cái chữ cái của từng dòng. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ cho các con ấy, viết cái chữ cái của đầu tiên là bác cười hiền tựa ông tiên, thì chúng ta hãy viết tắt thôi là bờ, bác là bờ, cười là cờ. Đó đây, đây, bác là bờ, cờ là cười là cờ, hiền là hờ, tựa là tờ, ông là ô, tiên là tờ. Đó thì là cái phương pháp viết tắt đó. Rồi là chòm râu trắng muốt mái đầu bạc phơ, cao vời vầng trán ước mơ, ánh mắt vẫy gọi bến bờ tương lai. Đó thì cho các con viết tắt nè, các con viết tắt ra, sau đó thì cho các con chỉ nhìn vào cái chữ này thôi, để các con có cái sự liên tưởng, các con nhớ lại các cái từ ngữ đó để các con đọc thì nó sẽ nhanh thuộc hơn. Còn nếu mà cứ để cho các con mà nhìn cái chữ các con đọc ấy thì là nó sẽ không có cái sự chủ động, cái não nó sẽ ít hoạt động, cho nên là các con đọc nó sẽ lâu thuộc ha. Thì đó, thì sau khi mà chúng ta cho các con biết được rồi ấy, thì các con sẽ nhìn vào cái chữ cái này và các con đọc. Đó, ví dụ như các anh chị nhìn vào đây, các anh chị này đọc này, bác cười hiền tựa ông tiên. Đó thì mình vào nhìn vào chữ viết tắt này là mình đã có thể là mình suy nghĩ rồi, cho nên nó ấn tượng và nó sẽ nhanh thuộc ha. Chòm râu trắng muốt mái đầu bạc phơ, cao vời vầng trán ước mơ. Nếu mình không có cái chữ này, nó không có điểm tựa thì mình có thể là đọc nó bị lẫn lộn ha. Nhưng mình có điểm tựa rồi thì mình sẽ đọc đi đọc lại vài lần nữa thì nó sẽ nhanh thuộc. Ánh mắt vẫy gọi bến bờ tương lai. Đó, thế cách mình hướng dẫn cho các con như thế. Và mình sẽ lấy một khổ thơ ha, mình hướng dẫn cho các con học, xem các con học nó có nhanh không. Thế thì lần sau mình sẽ nói với các con là khi con muốn học thuộc một cái bài thơ thì các con nên sử dụng phương pháp này. Các con hãy đọc bài thơ đó đi một hai lần, sau đó các con hãy đọc từng khổ thơ một nhé, học thuộc từng khổ thơ một. Mình thuộc khổ thơ thứ nhất trước, sau khi thuộc rồi thì mình chuyển sang khổ thơ thứ hai. Đó, mình lại học khổ thơ thứ hai bằng cái phương pháp điền vào chỗ trống như thế này. Mình viết tắt các cái chữ cái đầu của các con chữ đó rồi mình đọc. Và khi mình thuộc được khổ thơ thứ hai rồi thì mình sẽ đọc từ khổ thơ một đến khổ thơ hai. Đó, mình nối vào nhau. Thì tương tự như vậy mình lại tới khổ thơ thứ ba. Đó. Thì đối với lại các bạn học sinh tiểu học ấy thì
để các bạn học thuộc một bài thơ thì có những bạn nhé, có những bạn nó mạnh não trái ấy, nó học rất là nhanh, nhưng mà có những bạn thì học mãi không thuộc đó. Thế thì cái phương pháp này mình cũng dạy chung cho các bạn, và đương nhiên là khi mà các bạn mà học theo phương pháp này thì là các bạn sẽ học nó nhanh hơn các em cái chị ạ. Đó đó là phương pháp điền vào chỗ trống thôi, nó đơn giản thế thôi, là mình dạy cho các con nhé, và mình ứng dụng cho các con học thuộc thử một khổ thơ trong một buổi nha, một khổ hoặc hai khổ thơ ha. Đối với các bạn học sinh tiểu học ấy thì dạy chắc hai khổ thơ là trong một buổi là các bạn ấy học được đấy. Rồi sau đó thì chúng ta có thể giới thiệu về cái sử dụng cái viết tắt đấy, cái phương pháp điền vào chỗ trống viết tắt để mình có thể cài đặt các cái password wifi, password Facebook, Zalo, rồi là sau này mình có những cái thẻ ngân hàng hoặc là những cái tài khoản gì đó mà mình cần cái password mà nó cần cái sự cái mật khẩu mà nó có cái độ bảo mật cao ấy, thì mình sử dụng cái phương pháp này nha. Đây ví dụ như thế này, đây một cái dòng chữ như thế này, thì các anh chị thử xem là nếu như mà mình đặt mật khẩu như thế này ấy, thì người khác người ta có thể là nhìn vào mà người ta nhớ được không? Chắc chắn là không nhớ được đúng không các anh chị? Đọc đi đọc lại đi rồi mà mình tắt đi rồi tí nữa người ta về người ta cũng không, trừ khi chụp hình thôi, chứ còn là người ta sẽ không thể mà biết được là cái mật khẩu này nó là những cái chữ nào đâu. Đó, nhưng mà khi mà chúng ta tạo mật khẩu ấy, đó thì chúng ta hãy tạo mật khẩu nó thành một cái câu ha. Đây ví dụ đây, các anh chị nghĩ rằng là cái CMLNCITNCIBM nó là gì? Nếu như các anh chị tạo nó thành một cái câu có nghĩa thì các anh chị sẽ nhớ ngay. Nhưng mà nếu mà các nhìn vào đây thì các anh chị không biết nghĩa của nó thì các anh chị rất là khó nhớ cái mật khẩu của cái wifi này nha. 2 4 6 8 10 12 12 12 chữ. À, thế đơn giản thôi nè. CM cha mẹ là người con yêu thương nhất. Con yêu chỗ này nãy cha mẹ chỗ này cũng phải là cờ. Con yêu cha mẹ. Ví dụ thế. Đó, thì mình hãy đặt cho một cái password là cái gì đó là một cái câu ý nghĩa, ví dụ thế. Là mình viết tắt cái câu đó thôi, thì chỉ có mình biết thôi, còn người khác thì rất là khó có thể là biết được cái password này ha. Chắc chắn là không bao giờ mà có thể là hack được cái mật khẩu của mình theo cái phương pháp này ha, các anh chị ha. Đó, đây cũng vậy tương tự như thế nhá. Đó, thì các anh chị đã hiểu chưa, hiểu về cái phương pháp điền vào chỗ trống chưa ạ? Các anh chị hiểu rồi thì các anh chị đánh vào ô chat cho Tuyết là số 2 đi. Tuyết sẽ hướng dẫn cho các anh chị tiếp về cái kỹ thuật khác. Số 2 đi ạ. Rồi, hiểu rồi ha. Rồi, cảm ơn các anh chị nhé. Đó là mình hướng dẫn cho các con khi mình mở lớp, thì mình hướng dẫn cho con nhất là đối với học sinh tiểu học nha, và mình đối với các học sinh các em cấp 2, cấp 3 ấy, thì là các anh chị biết không, các con ấy rất là lười học, và những cái câu thơ, những cái bài thơ ấy, là các con không thuộc, cho nên là khi các con mà viết văn ấy, có nhiều bạn ấy là các bạn không có cái tư liệu, nó không có cái dẫn chứng, ví dụ như là những cái bài văn chứng minh, những cái bài văn mà phân tích ý, các con không có thuộc được những cái bài thơ, những cái câu thơ hay thì nãy đoán được phải không? Tại vì là đúng rồi, cái wifi cái password của chị nó một cái câu nó hơi quen thuộc quá đúng không? Quá quen thuộc. Đó, cho nên là đoán được đúng không? Đó, thì đây nó là một cái ví dụ thôi. Còn là đương nhiên là khi mà mình thực ra mà khi mà mình ra cái bất quật này ấy, có nghĩa là những người khác người ta chẳng bao giờ người ta nghĩ rằng là mình sẽ cái mật khẩu ngân hàng của mình sẽ là như thế này đâu, chẳng ai nghĩ ra là cái mật khẩu như này để người ta hack cả, chỉ mình biết thôi, và trừ khi người ta nhìn vào và mình học phương pháp rồi ấy, thì mình tự nhiên mình xem thì cũng có thể mình đoán được ha. Còn những người mà chưa học phương pháp thì người ta cũng hơi khó hơi khó để mà có thể là có thể là tạo thành một cái mật, một cái câu á, để mà người ta ăn cắp cái password của mình ha. Rồi bây giờ thì tiếp tục nha, mình sẽ chia sẻ về cái một cái kỹ thuật nữa nhá, giới thiệu cho các anh chị về kỹ thuật hành trình.
Hôm trước thì mình đã giới thiệu cho các anh chị kỹ thuật hành trình để nhớ số nhé. Thì hôm nay mình sẽ ứng dụng kỹ thuật hành trình để mà nhớ các cái sự kiện lịch sử, cái nội dung của bài học nhé. À đây các anh chị, à đây là một cái phương pháp mình sẽ ứng dụng phương pháp hành trình nhé. Hôm trước mình đã học phương pháp hành trình cơ thể để mình ghi nhớ 20 số ngẫu nhiên đúng không các anh chị? Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn là cái phương pháp hành trình, và đối với lại các bạn học sinh ý, thì cái phương pháp hành trình nó rất là tuyệt vời luôn, và chúng ta sử dụng cái phương pháp hành trình để mà nhớ được cái nội dung của các cái bài học, các cái môn học ha. Tôi mở lại nha các anh chị. Đây, phương pháp hành trình. Đấy, thì đây, hôm trước thì các con, mình đã hướng dẫn cho các con là phương pháp hành trình cơ thể này. Thì mình có thể ôn lại nha. Sau đó thì mình sẽ giới thiệu cho các con về cái hành trình nhà ở ha. Thì hành trình nhà ở ấy, thì hành trình nhà ở đối với lại các con thì mình sẽ hướng dẫn cho các con nhé. Thì... ở đây thì Tuyết sử dụng cái hành trình của một căn phòng ha. Thì đối với các con ấy thì chúng ta để các con ứng dụng và học tập ấy, thì mình không nhất thiết là phải hướng dẫn cho các con phải tạo một cái hành trình 25 điểm giống như mà chúng ta đã từng học nha. Thì các con có thể là sử dụng cái hành trình ngắn thôi, hành trình 10 điểm nha, hành trình 10 điểm hoặc 15 điểm, nó tùy vào cái nội dung bài học của các con. Thì có thể là cho các con lập hành trình khoảng 15 điểm đến 20 điểm. Tuy nhiên thì với cái bài học này ấy, cái nội dung mà Tuyết hướng dẫn này thì Tuyết chỉ hướng dẫn cho các con ấy là một cái hành trình của một cái phòng khách đó. Thì các con có thể là chia nhỏ các hành trình ra, các con có thể là tạo một cái hành trình của lớp học của các con, trong lớp học của các con có những cái đồ vật gì để các con tạo các điểm hành trình đó, hoặc là hành trình của cái phòng khách nhà con của con, rồi hành trình của phòng ngủ, hoặc là hành trình của cái căn nhà của con ở bên ngoài ấy. Đó, thì cũng cho các con tạo những cái hành trình mà nó ngắn thôi, cũng không yêu cầu các con phải tạo một cái hành trình thật là dài, thì nó áp lực với các con ha. Thì để mà các con ứng dụng và học tập thì chúng ta hãy hướng dẫn cho các con. Thì cái bài trước là Tuyết đã hướng dẫn về cái hành trình ngôi nhà rồi, thì hôm nay ấy, Tuyết sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái hành trình của một cái phòng học thôi ha, để hướng dẫn cho các con dễ hiểu hơn nhé. Thì là một cái phòng khách trước, thì đây ví dụ cái phòng khách nhà mình ấy thì có các cái đồ dùng nhé, có các cái đồ dùng, và mình sẽ lấy các cái đồ dùng đó, các cái sự vật đó để làm điểm hành trình. Thì đầu tiên khi mình vào cái căn phòng khách của mình ý, thì mình sẽ lấy một cái điểm hành trình nào đó là số 1, và mình sẽ theo một cái vòng tay phải hoặc là theo vòng tay trái, tùy chúng ta thuận cái vòng nào thì chúng ta lấy vòng đấy, chứ không nhất định phải theo một vòng. Tuy nhiên thì khi lập điểm hành trình thì lưu ý các cái sự vật nó phải liên tiếp với nhau theo trình tự, chứ không được là nhảy cóc, ngắt quãng nhảy cóc ha. Và đặc biệt là nó
nó hơi đều đều ở cái mức độ sàn sàn đều đều nhau, chứ đừng có ở dưới thấp quá rồi cao quá, hay là thì chúng ta dễ bị quên điểm hành trình ha. Thế đây cái phòng khách của chúng ta này, số 1, điểm số 1 của chúng ta là cái bàn ha. Rồi điểm số 2 mình sẽ lấy cái ghế là cái điểm hành trình thứ hai. Rồi cái đèn, cái bên là cái điểm hành trình số 3. Cái cửa sổ là điểm hành trình số 4. Cái tivi là điểm hành trình số 5. Và cái học tủ, cái kệ là điểm hành trình số 6. Và trên cái kệ này chúng ta thấy có một cái lọ hoa, một bình hoa. À, vì là đây là một cái kệ và có một cái bình hoa, cho nên là chúng ta hai cái điểm, hai cái sự vật này nó chồng lên nhau, cho nên chúng ta chỉ lấy một sự vật to thôi nha, để chúng ta không bị quên. Còn nếu mà chúng ta lấy hai sự vật này ấy, thì là chúng ta dễ bị quên, là có thể là khi chúng ta neo các cái dữ liệu thì chúng ta có thể quên là không biết mình lấy cái điểm hành trình là cái lọ hoa trước hay là cái kệ trước, cho nên là chúng ta không lấy điểm hành trình nó bị chồng lên nhau. Hay chúng ta nếu có hai sự vật chồng lên nhau thì mình chỉ lấy một sự vật to rõ ha, còn sự vật nhỏ thì mình không lấy ha. Thì căn phòng này nó có các sự vật này và Tuyết sẽ lập cái hành trình 6 điểm nhé. À, và cho các con rèn luyện là các con phải nhớ trình tự các cái điểm hành trình này ha. Là số 1 là bàn này, 2 là ghế, 3 là đèn, 4 là cửa sổ, 5 là tivi và 6 là cái học tủ ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sử dụng cái hành trình này để chúng ta ghi nhớ một vài cái sự kiện lịch sử, nó có thể là một cái bài ôn tập của các con về môn lịch sử ha. Tuy nhiên thì với cái nội dung của môn lịch sử này ấy, thì là chúng ta lại hướng dẫn cho các con ấy là các con sẽ các con sẽ sử dụng cái phương pháp là liên tưởng và kết nối để các con có thể ghi nhớ được các cái sự kiện lịch sử này ha. Tôi chia sẻ lại màn hình với anh chị. Đấy, thì bây giờ ấy là chúng ta sẽ sử dụng hành trình để chúng ta ghi nhớ. Ghi dấu 5 sự kiện lịch sử nhé. Một là chiến thắng Bạch Đằng năm 1938 này. Hai là chiến thắng biên giới Việt Trung năm 1976 này. Ba là Văn Miếu Quốc Tử Giám xây dựng năm 1076, đúng không? Mình quất. Bốn là Sài Gòn đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 năm 1976. Và năm là Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977. Thế thì bây giờ làm sao để cho các con có thể là ghi nhớ được các cái sự kiện lịch sử này? Đó, thì hướng dẫn cho các con là ứng dụng cái phương pháp liên tưởng kể chuyện, sử dụng cái bộ mã hóa số mà các bạn đã mã hóa để ghi nhớ cái nội dung này. Đó, thì với cái sự kiện lịch sử thì các con hay quên ngày tháng, các anh chị nhắc quên ngày tháng. Có thể các con nếu mà dùng cái phương pháp lặp lại ấy, thì các con học thì trong khoảng 10 phút thì các con sẽ nhớ. Nhưng mà sau 10 phút đó các con nhớ, rồi là khoảng 15 phút sau mà cho các con đọc lại thì các con lại quên mất cái ngày tháng, rồi nó bị lẫn lộn cái ngày tháng và cái năm. Nhưng mà mình hướng dẫn cho các con về cái phương pháp liên tưởng kể chuyện ấy, kết nối ấy, và ứng dụng cái bộ mã hóa vào để mình tạo những câu chuyện ấy, thì là nó sẽ nhớ được lâu hơn. Thì bây giờ các anh chị cùng với Tuyết sẽ thử xem là ghi nhớ các cái nội dung này nó như thế nào nhé. Bây giờ đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ ghi nhớ về cái sự kiện đầu tiên nhé. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1938. Thì năm 1938 này các anh chị nào chúng ta đã mã hóa được cái bộ số rồi ấy, chúng ta mới tạo được câu chuyện nhé. Thì số 9 chúng ta, 938 chúng ta sẽ tách ra nhé, tách từ bên phải nhé. Tách từ bên phải phía sau này là 38 và số 9 đằng trước. Thì số 9 nó tương đương với 09, nó là con hươu. 38 là nhẫn kim cương ha. 38 là nhẫn kim cương. Thế thì mình hãy tạo một câu chuyện để mà có cái hình ảnh là con hươu và nhẫn kim cương. Thì chiến thắng Bạch Đằng này ấy, thì là ông Ngô Quyền, ông là người đã điều khiển cái trận đánh và chiến thắng ở trên con sông Bạch Đằng năm 1938. Thì ở đây mình sẽ đưa cái dữ liệu, mình phải tạo thành một cái liên tưởng, tạo ra câu chuyện nhé. Là Ngô Quyền cầm quân đánh giặc Nam Hán, chiến thắng trên sông Bạch Đằng.
Và khi mà chiến thắng lại thì người dân mang hươu đi để đón binh sĩ và tặng cho họ rất là nhiều kim cương. Đó thì mình tạo thành một câu chuyện. Tạo câu chuyện như thế đó. Thì các anh chị chúng ta nhớ không? À, khi chiến thắng cái trận đánh này thì người dân mang hươu nha. Người dân mang hươu, cưỡi hươu đi đón binh sĩ và tặng cho họ nhiều kim cương. Đó. Thì để mình nhớ được cái ngày tháng và năm. Còn cái sự kiện là chiến thắng Bạch Đằng này thì chúng ta phải nhớ là chiến thắng là Ngô Quyền, à chiến thắng Bạch Đằng là ông Ngô Quyền, ông ấy điều khiển, ông ấy điều khiển binh ấy, và trên con sông Bạch Đằng nhé, nhớ sự kiện là trên con sông Bạch Đằng nha. Đó thì cái sự kiện này khi chúng ta nhớ câu chuyện nhá, là mang con hươu đi đón và tặng nhiều kim cương là mình nhớ được là năm 938 nhé. Và khi mình quên ấy thì mình nhớ được sự kiện là hươu và kim cương đó. Và tiếp theo là mình sẽ đưa cái sự kiện này vào cái bảng nhé, vào cái điểm hành trình đầu tiên, cái bảng đó. Và cái bảng này thì chúng ta hãy tạo ra một cái ấn tượng, đó là ông Ngô Quyền ông cùng với binh sĩ đang quây quần bên cái bàn, hình ảnh nhé, quây quần bên cái bàn và bàn cái cách để mà cái phương án để đánh giặc. Và cái phương án của ông ấy bàn bạc đó là chiến thắng. Và khi chiến thắng rồi thì nhân dân rất là vui mừng, mang hươu đến đón mẹ rồi đã tặng rất nhiều kim cương. Là mọi người nhớ nha, là điểm hành trình đầu tiên ha, để mình nhớ được năm cái mốc này mà nó không lẫn lộn, mà nó không bị mất đi, nó không bị quên đi một cái nội dung nào hết. Tiếp theo là cái nội dung thứ hai là chiến thắng Việt Trung năm 1978. Thì Việt Trung ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái sự liên tưởng, cái bộ não chúng ta liên tưởng đến Việt Trung là hai cái cậu bé, còn một cậu bé tên là Việt, một cậu bé tên là Trung. Hai cái cậu bé này đánh nhau thì có nghĩa là cái trận chiến ấy, trận chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, năm 1979 nha các anh chị nhá. Đó thì hai đứa này nó đánh nhau này, hai đứa này nó gây lộn đánh nhau thì có một chú chó nó thấy, nó đến nó căn ngăn, có một chú chó đến nó căn ngăn hai cái bạn này và nó mang đến cho hai bạn này một quả dừa để cho hai bạn này uống, để cho hai bạn ấy hạ nhiệt xuống. À, thì chúng ta lưu ý cái câu chuyện như thế nhá. Và 19 này là con chó nha, mã hóa số 19 là con chó. Số 79 chúng ta đã mã hóa cho bộ số nhá, là quả dừa các anh chị ha. Đó, thì mình tạo câu chuyện. Thế thì các anh chị hãy nhớ câu chuyện này nhá, để mình nhớ được cái ngày tháng. À, rồi. Và cái sự kiện này chúng ta sẽ đưa nó vào cái điểm hành trình số 2 nhá, là trên cái ghế các anh chị nhá. Và chúng ta hãy tạo một cái hình ảnh trên cái ghế là hai đứa, thằng Việt với thằng Trung nó đang đánh nhau ở trên cái ghế. Nó đánh nhau trên cái ghế ha. Và khi chúng ta nghĩ tới cái ghế là mình nhớ được ngay là trên cái ghế có hai đứa đánh nhau, là thằng Trung và thằng Việt đánh nhau. Và có một chú chó đến để can ngăn, mang cho quả dừa hai đứa nó uống cho nó hạ nhiệt, nó khỏi đánh nhau. Đó thì mình nhớ được cái ngày, cái năm nhé, là 1979 các anh chị ha. Rồi tiếp theo là cái sự kiện thứ ba. Sự kiện thứ ba đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076. Thì cái Văn Miếu Quốc Tử Giám này chúng ta sẽ cho các con tìm hiểu và các con có thể là lên Google để tìm hiểu thêm về cái sự tích của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì Văn Miếu Quốc Tử Giám thì xưa kia ấy, nó là cái nơi mà để mà dạy cho các cái con vua chúa này, những cái gia đình quyền quý ấy, thì là được học ở cái Văn Miếu Quốc Tử Giám này. Nó là cái nơi rèn luyện học tập ấy, của con quan vua, của những cái quan quý tộc ha. À, thì sau này ấy, thì Văn Miếu Quốc Tử Giám nó là một cái là trường đại học đầu tiên của Việt Nam chúng ta ha, và được xây dựng năm 1076. Chúng ta sẽ liên tưởng và tạo thành câu chuyện ha. Thì hôm vừa rồi mình tiết dạy học sinh các bạn tạo câu chuyện hay lắm. À, còn câu chuyện của Tuyết là như thế này. À, Văn Miếu Quốc Tử Giám nó là nơi học tập của vua quan và con các cái nhà quyền quý ấy. Còn con dân ấy, con của dân ấy mà muốn được vào học ấy thì phải nộp một con lợn, bởi vì là số 10 là con lợn nha. Mình tách 1076 ra thành 2 là số 10 và số 76. 10 mã hóa là con lợn, 76 là nước mía ha. Vậy thì con dân mà muốn học ấy thì phải nộp một con lợn và một ly nước mía thì mới được học trong cái ngôi trường này. Đó, thì mình tạo câu chuyện để mình nhớ được cái năm lập cái Văn Miếu Quốc Tử Giám này các anh chị ha. Rồi tiếp theo thì cái nội dung thứ ba này mình sẽ neo nó vào điểm hành trình là cây đèn nhé. Cây đèn
Và bây giờ mình sẽ liên tưởng đến cái cây đèn này này, là cái trục ấy, cái trục đèn ấy, nó có cái hình ảnh của cái Quốc Tử Giám, nó được dán ở trên cái bức đèn, nó được in trên bức đèn, trên cái trục đèn ấy. Đó, thì mình tưởng tượng là trên trục đèn này nó có cái hình ảnh văn miếu Quốc Tử Giám, và cái văn miếu Quốc Tử Giám này thì nó dành cho con của vua chúa thôi, còn người dân ấy mà học ấy thì phải nộp một con lợn nha, là số 10 nè, và một ly nước mía là số 76 ha, để cho chúng ta nhớ được cái năm thành lập văn miếu Quốc Tử Giám 1076. Đó, tiếp theo là sự kiện sự kiện Sài Gòn đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh năm tháng 7 năm 1976. Thì cái sự kiện này thì chúng ta sẽ cũng tạo thành một câu chuyện nha. Và hôm trước thì Tuyết cho học sinh nó tạo chuyện ấy, rất là hay, rất là tuyệt vời, là các bạn ấy tạo thành câu chuyện ấy là cái gì, có một bạn tạo câu chuyện rất là buồn cười, là các bạn ấy tạo một câu chuyện, đó là cái ngày mà Sài Gòn đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh, người dân ấy có một cái ông mới lấy cái rìu, ông đập con chó để mà ông đập chết con chó để nó để mà làm mồi nhậu, và uống nước mía, để không phải làm mồi nhậu mà để ăn mừng và uống nước mía ăn mừng. Đó, thì cái câu chuyện của các bạn cũng nó sáng tạo, nó buồn cười. Tuy nhiên thì cái câu chuyện này nó hơi kinh dị nha, kinh dị. Còn câu chuyện của Tuyết ấy, và còn một bạn nữa, bạn ấy nghĩ ra một câu chuyện hay lắm mà Tuyết quên mất rồi. Tuyết hơi ấn tượng vào cái câu chuyện của cái bạn mà đập chó đấy, bởi vì là Tuyết rất là yêu chó. Thế mà khi mà bạn ấy tạo cái câu chuyện đó thì Tuyết rất là buồn cười, rất là buồn cười và cảm thấy là nó hơi hơi dọn ấy. Nhưng mà với lại cái phương pháp liên tưởng ấy, mà mình liên tưởng ra một cái sự kiện mà nó hơi kỳ quặc, hoặc nó hơi hoang tưởng, hoặc nó hơi kỳ dị, mà nó hơi ghê gớm ấy, thì là nó càng nhớ lâu. Đó, cho nên là cái bạn đó mà nó tạo ra thì Tuyết nhớ lâu hơn đấy. Đây, và Tuyết thì Tuyết gợi ý cho các bạn ấy là đứng trên cửa sổ một ngôi nhà cao nhất Sài Gòn ấy, nhìn xuống ấy thì rất là đẹp. Và cái ngày mà Sài Gòn đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh thì người dân rất là vui mừng, vác rìu dẫn chó đi chặt mía về ăn mừng. Đó, thì nó đơn giản như thế thôi. Đó, để chúng ta nhớ được là cái rìu là 07, rồi dẫn chó là 19, và chặt mía là 76, là chúng ta sẽ nhớ là tháng 7 năm 1976 các anh chị ha. Và cái nội dung thứ tư này mình sẽ neo nó vào cái điểm hành trình là cái cửa sổ. Đó, cái cửa sổ. Cho nên là đây, đó, là khi mình nghĩ tới cửa sổ là mình nhớ được rằng là mình đang đứng trên một cái cửa sổ của một ngôi nhà cao tầng, mình đang ngắm xuống thành phố Hồ Chí Minh rất là đẹp, và mình nhớ tới sự kiện là Sài Gòn đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 1976. Đó, ha. Đó, là vác rìu dẫn chó đi chặt mía ăn mừng. Đó là chúng ta nhớ là cái rìu, nhớ con chó, và nhớ là mía, thì mình sẽ nhớ được cái tháng và năm của sự kiện đó ha. Tiếp theo sự kiện cuối cùng, Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977. Đó, thì cũng cho các bạn sẽ liên tưởng tạo câu chuyện, tại vì khi chúng ta dạy học sinh về cái bộ mã hóa rồi này, về liên tưởng kết nối để kể chuyện rồi, thì cái này là các bạn ấy làm được hết chưa? Các bạn làm được ha. Đó, thì các bạn tạo câu chuyện rất là hay luôn. Hôm trước các bạn tạo câu chuyện hay lắm. Còn câu chuyện của Tuyết ấy là như thế này. Để bảo vệ cái hội nghị Liên Hợp Quốc ấy, thì đội bảo vệ sẽ phải là kiểm tra bom, rà bom, kiểm tra bom. Đó, từng người. Và những người đến tham gia hội nghị thì phải mang một con hươu làm quà. Và đi tới cửa ấy thì sẽ phải chào một con chó nghiệp vụ, nó đeo khẩu súng, nó canh cửa đó. Thì chúng ta tưởng tượng được rằng là cái hội nghị này này là phải có cái người già bom này, rồi khi chúng ta đến chúng ta phải có quà này, và quà là quà con hươu. Và chúng ta phải nghĩ ngay được là một cái con chó, có rất là nhiều con chó mà nó rất là giỏi, con chó nghiệp vụ, con chó mà cảnh sát ấy. Đó, thì mình tưởng tượng những câu chuyện đó ha, thì mình sẽ nhớ được cái ngày tháng năm của cái ngày mà thành lập Liên Hợp Quốc ha. Thực ra là những sự kiện này nó không khó, nó rất là quen thuộc với chúng ta. Tuy nhiên thì đây nó là cái phương pháp thôi.
Còn thì chúng ta đã biết phương pháp rồi thì chúng ta có thể ghi nhớ được cái sự kiện nó khó hơn, phức tạp hơn các anh chị ha. Mình đưa cái nội dung thứ năm này vào cái điểm hành trình thứ năm là cái tivi. Thế thì khi mình nghĩ tới cái tivi ấy thì mình sẽ nhớ được, mình sẽ nghĩ rằng là cái tivi đang thì chiếu cái sự kiện, cái hội nghị sự kiện kỷ niệm của cái ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ha. Đó, và mình kết hợp với câu chuyện nhá, là khi vào hội nghị thì phải là bị phải kiểm tra xem có bom không nè, rồi phải mang theo một con hươu nè, rồi phải chào con chó nó đang đeo khẩu súng ngay ở cửa thì mới được vào. Đó, thế thôi. Thế thì đó là chúng ta đã sử dụng cái phương pháp hành trình đấy để chúng ta nhớ nội dung của các cái bài học. Ví dụ như là một cái môn lịch sử mà nó có 5 nội dung hay 6 nội dung mà để cho các con có thể là ghi nhớ mà nó không bị mất nội dung thì chúng ta sử dụng phương pháp hành trình ha. Hành trình có thể là tùy vào cái nội dung của bài, nó là nhiều nội dung hay ít nội dung thì các con sẽ sử dụng cái hành trình của mình ha. gia nhập hả? À, đâu ta? Nè, gia nhập nè. Đâu, gia nhập đâu, xem ở chỗ nào nào. Gia nhập hay gia nhập? Ừ, đấy, cái này là quyết bị sai chính tả đấy các anh ấy chị. Ra. À, cái này là nó phải là chữ G-I đúng không các anh ấy chị? Chứ không phải ra đúng không? Ra, chứ không phải ra đúng không? Thì Tuyết bị sai, Tuyết bị sai cái chính tả, bị sai cái này các anh chị ha. Đó. Cho nên là chúng ta là ai cũng có cái ưu và cái khuyết điểm ấy. Tuyết thì Tuyết bị sai những cái âm mà âm cong lưỡi là một này, âm r với âm r với âm r. Đó. Chờ. Đó là Tuyết sai. À. Rồi cái này thì Tuyết sẽ sửa sau ha. Thì các anh chị chúng ta cũng nếu mà sử dụng slide các anh chị sửa dùng Tuyết nhá. Đó. Rồi, đó thì bây giờ các anh chị còn nhớ không? Còn nhớ 5 nội dung không? Các anh chị còn nhớ 5 nội dung không? Và bây giờ chúng ta sẽ dành 1-2 phút nhá để mình ôn lại ha. Mình dành 1-2 phút để mình ôn lại cái 5 sự kiện này nhá. Thế thì bây giờ làm sao để mình nhớ 5 sự kiện này? Nếu như mà các anh chị học bằng phương pháp lặp lại ấy, thì là mình sẽ có thể là bị lẫn lộn giữa các cái sự kiện ấy. Còn bây giờ mình đã học theo hành trình rồi, chúng ta hãy truy xuất lại nha. Đầu tiên là cái bàn. Các anh chị này, chúng ta nghĩ tới cái hành trình đầu tiên cái bàn thì các anh chị sẽ nhớ tới sự kiện gì? À, là ông Ngô Quyền đang thì bàn bạc. Và khi chiến thắng thì làm sao được người dân? À, người dân mang hươu đến rước, hươu là không là 9 và tặng kim cương là 38, là chúng ta nhớ được là 938 rồi các anh chị ha. Đó. Rồi. Cái điểm hành trình thứ hai là cái gì các anh chị nhỉ? Các anh chị đánh vô chat dùm Tuyết ạ. Điểm hành trình số 2 là cái gì các anh chị còn nhớ không? À. Đúng rồi, cái ghế. Đó, vậy thì cái ghế, trên cái ghế thì chúng ta có sự kiện gì? À, là thằng Việt và thằng Trung đánh nhau. Thế thì mình sẽ nhớ sự kiện là chiến thắng Việt, à cái sự kiện chiến thắng Việt Trung. À. À, cái sự kiện là biên giới Việt Trung nhé, biên giới Việt Trung diễn ra vào năm 1979, là hai đứa đánh nhau, con chó đến nó can, nó mang cho quả dừa, là 1979 ha. Đó. Và dĩ nhiên là các anh chị nếu mà có bộ mã hóa rồi ấy, là cái sự kiện này đảm bảo các anh chị sẽ nhớ luôn đấy. Các anh chị nào mà chúng ta chưa nhớ chứ ngày mai ngày mốt là các anh chị nhớ luôn đó. Nhớ câu chuyện là các anh chị sẽ nhớ ngày tháng năm ha. Rồi. À, biên giới Việt Trung năm 1979 nhá, Phương Định ơi. Chứ không phải là đúng rồi, Quốc Tử Giám là 1076, đúng rồi. Đấy. Là Quốc Tử Giám ấy là người dân phải mang con lợn đến nè, rồi nộp nè, rồi mang một ly nước mía nữa, con lợn là 10, nước mía là 76 nha, 1076 ha. Rồi là ở trên cái bóng đèn ấy, là cái hình ảnh trên cái bóng đèn ha. Rồi tiếp theo là cái cửa sổ. Cửa sổ là sự kiện gì các anh chị? Nào, chúng ta nhớ cái điểm hành trình sự kiện trên cửa sổ. Cửa sổ là sự kiện Sài Gòn đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh đúng không các anh chị? Là trên cái cửa sổ mình nhìn xuống cái cảnh Thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp ấy. Đó, mình nhớ sự kiện đó ha. Rồi, tháng 7 năm 1976 rất tuyệt vời. Đúng rồi, chị Linh ơi, đúng rồi đấy. Rồi,
Rồi tiếp theo, cái sự kiện cuối cùng là cái tivi. À, cái tivi các anh chị còn nhớ không? Còn nhớ là sự kiện cái tivi là gì không? Và ngày tháng năm. Ai còn nhớ đánh bộ chat đi. Ai còn nhớ thì đánh vào ô chat nha. Liên Hợp Quốc. Rồi, chính xác. 3 ngày tháng. Các anh chị còn nhớ không? À, Phương Định giỏi quá. Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 19. Năm 1977 chính xác. Đó. Là Liên Hợp Quốc thì dĩ nhiên là vào đó nó long trọng lắm, nó là một cái sự kiện thế giới, cho nên là phải kiểm tra xem là có khủng bố không, có ra có mang bom không. Chúng ta nhớ cái sự kiện là cái quả bom nhá, 20. Rồi, đi đến rồi thì đương nhiên là phải có quà cát. Đó, quà cát là con hươu nhá, hươu là 09. Rồi, đến cửa này nhớ phải chào con chó nha, con chó này là canh cửa này, con chó cảnh sát, con chó nghiệp vụ. À, là 19 và nó có đeo khẩu súng ở trên người đó, 77. Đó, thì đó chúng ta sử dụng phương pháp hành trình. Và các anh ấy chỉ có thể là sử dụng phương pháp hành trình này để hướng dẫn cho các con ghi nhớ nội dung của các bài học tương tự như thế nha các anh chị nhá. Đó, thì mình hướng dẫn cho các con tương tự như cái cách mà tuyết vừa hướng dẫn. Đó là mình đã ứng dụng được cái phương pháp này vào học tập rồi đấy. Ví dụ như các con học địa này, các con học văn này, rồi các con học lịch sử này, đó thì có cái nội dung thì các con sử dụng hành trình nhiều nội dung thì các con sử dụng hành trình nhiều điểm, ít nội dung thì các con sử dụng hành trình ít điểm, thì nó sẽ không bị mất nội dung. Các con lên trả bài ấy thì các con có thể là trả đầy đủ nội dung, còn khi mà các con lên trả bài các con mà học theo phương pháp kia thì có khi các con rung, các con nhớ được cái nội dung đầu tiên nó lộn sang nội dung thứ ba, lộn sang nội dung thứ tư, nó bỏ mất nội dung thứ hai, ví dụ thế. Nhưng với phương pháp hành trình thì chúng ta đi theo cái điểm hành trình thì chúng ta sẽ không bị mất nội dung. À, nó không mất nội dung đúng không các anh chị? Các anh chị thấy có đúng không? Hãy đúng thì đánh vô chắc đúng không biết à? Đó là cách chúng ta ứng dụng cái phương pháp nha. Rồi. À, thì đối với lại cái việc mà chúng ta rèn luyện để chúng ta có kiến thức ấy, thì đó các anh chị chúng ta chỉ cần như thế thôi. Học mind map này, rồi chuyển đổi mã hóa số thành hình ảnh này, chuyển đổi các cái chữ cái thành hình ảnh để dạy cho các con học sinh mầm non và lớp 1 này. Rồi sử dụng phương pháp liên tưởng nhé, liên tưởng kể chuyện, liên tưởng kết nối để mình dạy cho các con học tiếng Anh nhé. Rồi là liên tưởng kết nối để cho các con nhớ số ngẫu nhiên nhé. Rồi liên tưởng kết nối kể chuyện để giúp cho các con là sử dụng bộ mã hóa để nhớ các sự kiện lịch sử nhé. Rồi nhớ số điện thoại nè, rồi nhớ số thẻ bảo hiểm, số chứng minh thư nhân dân này, rồi nhớ những cái địa chỉ của nhà này bằng cái phương pháp giống như lúc nãy tôi vừa hướng dẫn nhé. Rồi các anh chị hướng dẫn cho các con ứng dụng phương pháp hành trình vào để nhớ số ngẫu nhiên này, để nhớ các cái nội dung bài học giống nãy nè. Rồi sử dụng cái phương pháp điền vào chỗ trống, kỹ thuật điền vào chỗ trống để hướng dẫn cho các con học thuộc này ha. Rồi phương pháp đọc to nhé các anh chị nhé. Đó, nay tôi ôn lại cho các anh chị nữa là phương pháp đọc to. Phương pháp đọc to là các con học tiếng Anh các con phải đọc to này, học tiếng Việt các con phải đọc to này ha. Khi mà học bài và các con muốn là các con nhớ lâu không bị quên thì các con đừng có nhẩm trong đầu, mà khi các con học thì các con phải đọc to lên thì các con sẽ tự tin và các con không quên kiến thức. Còn các con cứ nhẩm trong đầu thôi thì ngày mai khi các con mà kiểm tra hoặc ngày mai các con lên trả bài chắc chắn là các con đọc các con sẽ bị quên. Nhưng khi các con đọc to thì các con sẽ không bị quên. Đó. Bởi vì là khi chúng ta đọc to rồi chúng ta biết chúng ta sai chỗ nào, chúng ta quên chỗ nào để chúng ta lưu ý chỗ nào. Đó. Thì phương pháp đọc to nhé. Rồi trong đó thì có phương pháp lặp lại. Phương pháp lặp lại thì tôi có hướng dẫn các anh chị rồi ha. À, phương pháp gom nhóm. Đó, chúng ta có phương pháp gom nhóm. Thì ở đây ấy, chị Loan ấy có hướng dẫn cho các bạn ấy là nhớ lá cờ đúng không? Loan chia sẻ đi. À, Loan chia sẻ cho các bạn, cho mọi người ấy là có hướng dẫn cho các con nhớ lá cờ ấy bằng cái phương pháp nào? Có sử dụng phương pháp gom nhóm không? À, chia sẻ cái phương pháp đó đi. Tuyết chưa có rèn luyện ấy, cho nên là cũng rất là mong được học hỏi nhé về cái phương pháp mà nhớ lá cờ ấy. Dạ, thưa cô Tuyết, thì em dạy cho các bạn nhớ lá cờ là bằng phương pháp kể chuyện luôn ạ. À, cũng phương pháp kể chuyện. Dạ, kể chuyện.
hay liên liên tưởng, liên tưởng và kể chuyện ạ. Ví dụ ra lá cờ đó thì bạn sẽ liên tưởng nó giống những cái hình gì, sẽ tạo một cái câu chuyện ạ. Sẽ tạo một cái câu chuyện, ví dụ Việt Nam đi thì bạn Việt với bạn Nam sẽ làm cái thế nào, bạn Việt với bạn Nam cầm ngôi sao màu vàng đi chơi tới Trung Thu, ví dụ vậy. Thì sẽ tạo ra câu chuyện cho nó tương ứng với lá cờ. Đó, cho nên là nó cũng là một cái phương pháp hay đấy. Và cái bạn đó, bạn đã ghi nhớ được bao nhiêu lá cờ rồi nhỉ? Có bạn nhiều nhất là thì bạn mới học đó cô, mới học ghi nhớ được 20 mấy lá cờ. Tại vì cái lá cờ đó khi mà em dạy mà bằng cái hình không thì rất là khó nhớ. Mà khi mà em tìm hiểu phương pháp này xong rồi thì em dạy thì nhanh nhớ lắm cô. Quan đúng trọng rồi. Là mình thiết kế cái câu chuyện để cho bạn tự suy nghĩ câu chuyện ra nữa, và bạn liên tưởng tới cái hình ảnh đó thì bạn rất là nhanh nhớ. Rồi đúng rồi đấy, cái thật sự là cái phương pháp kể chuyện hay lắm đấy các anh chị đó. Hôm nay em biết đó, cái phương pháp kể chuyện ấy là khi mà các con học cái phương pháp kể chuyện rất là, bởi vì các con nhớ câu chuyện nó rất là giỏi, nó nhanh hơn là cái việc mà các con đọc một cái gì đó nó không ấn tượng. Còn câu chuyện thì các bạn tự liên tưởng ra, mình tạo câu chuyện ra thì nó ấn tượng và nó nhanh nhớ. Và cái cách mà nhớ cái lá cờ nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Và để mà mình có thể là ứng dụng phương pháp kể chuyện thì cái phần này ấy, là bữa nào là phải nhờ cô Loan là sẽ hướng dẫn là cho các anh chị chúng ta học, mà mình sẽ bổ sung vào cái nguồn cái dữ liệu và cái tri thức của mình để mình có thể là chia sẻ cho các con ấy. Cái phần này Tuyết chưa có thời gian nên Tuyết chưa nghiên cứu thật sự luôn, mình nghiên cứu ha. Thì các anh chị mình có cái gì hay ấy thì mình sẽ chia sẻ nhé, mình cùng chia sẻ với nhau để mình có thể tạo lên một cái một cái kho tài liệu, một cái kho cái như tài nguyên để mình có thể chia sẻ cho các con cho nó phong phú đó các anh chị ha. Đó rồi, bây giờ thì có ai có ý kiến gì không, có ai còn có cái ý kiến gì không, mình muốn có hỏi cái điều gì không, còn có được cần hỗ trợ gì không, hay là có muốn chia sẻ gì không, các anh chị giơ tay nhá, hoặc là đánh bộ chat. Rồi, không thấy có ai có ý kiến gì. Bích Trâm đâu rồi? Bùi Trâm đâu rồi? Để dành cho buổi tiếp theo. Rồi. Bích Trâm ơi, Bích Trâm. Bích Trâm có chia sẻ gì không? Alo, alo. Bích Trâm đi đâu rồi? Đó, thì khi chúng ta hướng dẫn cho các con ấy, mình lên lớp hay mình mở lớp thì chúng ta chỉ cần là hướng dẫn cho con về cái cơ bản thôi, cơ bản như thế thôi. Sau đó thì nói với các con là chúng ta muốn có kỹ năng ấy thì các con phải rèn luyện nha. Rồi, chào Bích Trâm. Bích Trâm ơi, Bích Trâm có muốn chia sẻ gì không nào, hãy chia sẻ một chút đi. Rồi, bỏ mic nha. Chưa có mic Trâm ơi, chưa có mic Trâm ơi. Mở lại mic nha. Rồi. Chị ơi, hôm nay em trực. Cho nên là hôm nay em chỉ nghe được mọi người chia sẻ. Ví dụ như cái câu chuyện về vẫn là câu chuyện hành trình, vẫn là cái điểm hành trình ấy. Ví dụ như cái phần câu chuyện về chiến thắng Bạch Đằng ấy. Thì học sinh em nó có cái cách ghi nhớ như thế này. Nó bảo là đêm hôm trước Ngô Quyền cho binh lính ăn 9 đĩa xôi, uống 38 chén rượu, thế là có sức mạnh phi thường để ra trận đánh. Còn một lớp học sinh khác thì nó bảo là Ngô Quyền dặn binh lính ăn đồ chín, uống 38 ly nước lọc để thanh lọc cơ thể sạch sẽ để hôm sau có sức mạnh để chiến đấu với quân Nam Hán. Thì em thấy là cái cách ghi nhớ đấy nó cũng rất là thú vị. Tức là mình làm sao mình gợi mở cho học sinh nó tự tưởng tượng ra các câu chuyện. Thì em chỉ có một cái lưu ý như này này. Khi mà các con kể cái câu chuyện
mà là các dữ liệu lịch sử thì nó giống như việc các con kể một câu chuyện truyền thuyết. Chuyện truyền thuyết là chuyện có yếu tố lịch sử và được sử dụng thêm yếu tố hoang đường, kỳ ảo. Đấy. Còn các con nhớ các dữ kiện môn địa lý hay bất kỳ một môn nào thì hãy kể một câu chuyện giống như chuyện cổ tích. Tức là được mặc sức tưởng tượng, miễn làm sao ra được các con số. Nhưng mà riêng cái dữ kiện lịch sử thì nó phải giống như kể chuyện truyền thuyết. Thế thì người Việt Nam thì ai cũng biết truyền thuyết, ai cũng biết cổ tích. Nhưng khi nói như thế học sinh nó hình dung được luôn và nó sẽ tự tưởng tượng. Khi mà em đi chia sẻ với các trường ấy thì em lấy ví dụ như thế, tự các bạn học sinh đều các bạn đều ngồi một lúc rồi và nghĩ ra các câu chuyện. Thì đấy, em chỉ có vẫn là cái điểm hành trình như chị Tuyết vừa chia sẻ, thì thêm một cái chỗ lưu ý như thế thì em thấy đấy là cái kinh nghiệm của em khi em đi chia sẻ, thì học sinh các bạn đưa ra và em thấy là cái cách nói như thế nó dễ, ai cũng tưởng tượng mà. Ví dụ trong môn em dạy văn thì trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở ấy, nó có ở ngay lớp 6 thôi, nó có cái bài gọi là kể kể chuyện tưởng tượng, chính là viết văn tự sự kết hợp miêu tả biểu cảm. Thì cái này nó cũng chính là cái trong chương trình học, nhưng khi mình bố mẹ hay là thầy cô mà dạy học sinh mà chỉ cần nói cái dữ kiện như thế là học sinh đều biết. Đấy là em khai thác triệt để suy nhớ là như vậy. Thì là còn cụ thể hơn nữa thì để những buổi sau thì em lại chia sẻ với các chị mỗi buổi một tí. Thì hôm nay là em đang đi trực ở trường nên là nãy em phải xin phép tắt mic, tắt cam là như vậy. Xin hai chị ở trong phòng thông cảm hoan hỉ cho em. Rồi em cũng xin phép trước, vì học sinh ở trường thì đến 9:30 thôi này. Đánh kẻm nha các bạn, nên để các bạn về phòng. Em xin phép một người là cho em tắt camera. Rồi, rất là cảm ơn cô Trâm nha. Đó là một cái kinh nghiệm nữa ha, một cái cách để chúng ta có thể là chia sẻ với các con. Đó, rất là cảm ơn luôn, một cái kiến thức, một cái nội dung rất là tuyệt vời. Thì như thế này nhé, các anh chị nhé, với lại cái phương pháp liên tưởng kể chuyện ấy, thì chúng ta sẽ có hai hình thức ha. Một hình thức là giống như là cô Trâm mới vừa chia sẻ với má, có nghĩa là chúng ta chỉ liên tưởng và kể chuyện thôi, và mình sẽ dựa vào các con số để mình có thể tự tạo thành một cái câu chuyện giống như là cô Trâm vừa hướng dẫn. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng bộ mã hóa. Đó, mình sử dụng bộ mã hóa để mình có thể là kết hợp vào. Thì nó có hai cách nha. Đó, thì cái cách mà chúng ta để ghi nhớ các con số nó có hai cách. Có một cách giống như cô Trâm vừa rồi, và cái cách là mình sẽ sử dụng bộ mã hóa. Đó, thì mình sử dụng bộ mã hóa vào để mình liên tưởng về kể chuyện. Thì nó đã có bộ mã hóa thì các bạn ấy sẽ liên tưởng theo một cái cách khác. Và không có bộ mã hóa thì các bạn ấy sẽ nghĩ ra một cái câu chuyện giống như là cô Trâm vừa chia sẻ. Đó, thì nó cũng rất là hay. Đấy, chị ha. Đó, thì mình sẽ có hai cái hướng để cho các con có thể là ứng dụng vào để mà ghi nhớ các cái ngày tháng, các cái con số trong những cái nội dung học tập của mình. Đó, các anh chị thấy hay không? Đúng rồi, thì mình có hai cách ngay chị nha. Nếu như các con đã học bộ mã hóa rồi thì chúng ta có thể là cho các con dùng bộ mã hóa để các con kể chuyện, các con liên tưởng. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể là hướng dẫn cho các con cái cách như của cô Trâm. Thế thì các con ấy, nếu các con không nhớ bộ mã hóa mà các con có cái sự tưởng tượng, cái bộ não của con ấy mà thiên về não phải, cái sự liên tưởng của con nó giỏi ấy, thì các con sẽ dùng cái cách giống như của cô Trâm ha, các anh chị ha. Đó, thì thực ra thì với lại cái bài cái cách đó thì Tuyết cũng có một cái bài, một cái ba cái slide để hướng dẫn cho các con ấy, là nhớ các cái diện tích của các nước ấy. Thì là chúng ta sẽ có hai cách giống như là của cô Trâm cùng kết hợp với của Tuyết, là Tuyết cũng có một cái slide và dạy các con một cái buổi như thế để các con có thể ứng dụng cái tùy vào khả năng của mình, có thể là sử dụng phương pháp nào cũng được, cách nào cũng được. Đó, rồi các anh chị chỗ này chúng ta cũng nắm được rồi ha. Đó, cho nên là khi mà chúng ta có con nha, mà dạy cho các con mà các con hay quên ngày tháng ấy, thì chúng ta hãy hướng dẫn cho các con như thế nhá, và định hướng cho các con là khi các con học về các cái nội dung có liên quan đến các con số thì các con nên sử dụng phương pháp như thế, thì chắc chắn các con sẽ thuộc. Và hôm nay trong dùng chúng ta ấy, thì chắc chắn là các anh chị trước kia mà nếu mà quên các cái sự kiện lịch sử, cái ngày tháng, năm cái sự kiện lịch sử lúc nãy, thì qua cái buổi học ngày hôm nay thì đảm bảo các anh chị là nếu chúng ta tập trung một tí ấy,
là các anh chị sẽ nhớ luôn đó. Và nhớ rằng là ngày mai ôn lại nhé, ngày mai mình ngẫm nghĩ lại nhé, nghĩ lại câu chuyện ôn lại. Và ba một tuần